chương 271, khiên thịt bọc giáp gai, không ai dám đánh, một, có muốn suy nghĩ đến việc quy phục bổn vương không? Cố Thanh Phong ngạo nghễ nhìn tà Phật đã cạn sạch yêu lực nằm hấp hối trên mặt đất hỏi. Ma đầu, bần tăng một lòng hướng Phật, ngươi bỏ ý định đó đi. Bớt. Một cái tác mạnh dán xuống bên mặt của tà Phật. Mẹ chứ, cả người ngươi toàn tà khí còn không biết xấu hổ nói mình một lòng hướng Phật à, sức mạnh không phân biệt tốt xấu, thiện ác là do lòng người, bần tăng mặc dù cả người chỉ toàn tà khí, nhưng lại có một tấm lòng Phật. Mà ma, ma đầu nhà ngươi dù là con người nhưng tâm tính lại méo mó giống như yêu quái, rõ ràng là một con quỷ đội lốt người. Đáng tiếc người trong thiên hạ ngu muội chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài chứ không thấu được bản chất, bằng không thì kẻ bị giam trong trấn yêu tháp này chắc chắn là, bốt. nói, con mẹ nó, nhảm nhiều quá đấy, nếu như ngươi không đầu hàng thì thôi, ngày mai bổn vương lại quay lại đánh ngươi một trận nữa đánh cho đến khi nào ngươi chịu quy phục ta thì thôi, cố thanh phong nói xong quay người định rời đi, chuẩn bị đi đến tầng tiếp theo. Thí chủ xin dừng bước. Tà Phật vội vàng gọi to. Cố thanh phong dừng bước lại, lạnh lùng nói, sao hả, hắn thấy tà Phật chắp tay lễ Phật hành lễ, trịnh trọng nói, thuở sư Phật tổ sẽ thịt cho đại bàn ăn, ngày nay có tiểu tăng lấy thân nuôi ma, tiểu tăng nguyện theo bên cạnh thí chủ. Dùng giáo lý Phật Pháp để cảm hóa người, hướng dẫn từng bước giúp thí chủ sớm quay đầu là bờ ha ha nhóc con bây giờ lại muốn đầu hàng sao muộn rồi đợi bổn vương đánh ngươi hết một tháng rồi hãy nói nói xong cố thanh phong lập tức giam tà phật lại giải trừ phong ấn không gian rồi rời đi hắn lập tức đến tầng thứ năm yêu quái bị giam giữ bên trong đều là hóa long cảnh nhưng phần lớn lại là hóa long sơ kỳ số lượng cũng không nhiều lắm chỉ có năm con cố thanh phong định trước khi ăn tối sẽ quét sạch hết ép khô tất cả yêu lực của bọn chúng hai canh giờ sau cố thanh phong ra khỏi trấn yêu tháp ngồi trên cổ kiệu tám người khiêng rời khỏi trấn ma ti trong kiệu nụ cười của cố thanh phong dần sáng lạn không hổ là trụ sở trấn ma ti những yêu quái bị nhốt ở đây ở những phân khu khác không thể bị kịp đấy chỉ vẻn vẹn nửa ngày tu vi của hắn đã đạt đến chân khí cảnh đệ ngũ trọng đương nhiên cái giá phải trả là tất cả yêu quái hóa long cảnh trong trấn yêu tháp đều đã bị vắt khô bị vắt kiệt với cường độ cao như thế chỉ sợ ngày mai bọn chúng sẽ không thể khôi phục toàn bộ yêu lực được, nhưng mà cũng không sao cả, dù sao cũng toàn là yêu quái, không có nhân quyền. Tu vi tăng lên tới chân khí ngũ trọng cũng không phải thứ khiến Cố Thanh Phong vui vẻ nhất, điều thực sự khiến hắn ngây ngất chính là trong đám yêu quái hóa long cảnh có một con nhím gai thành tinh. Hắn đã lấy được từ con nhím tinh một thiên phú vô cùng phù hợp với mình, thiên phú phản sát thương có thể phản lại 10% sát thương của đòn tấn công lên người tấn công. Cảm thấy việc nhận được thiên phú phản sát thương còn khiến Cố Thanh Phong vui hơn cả việc Tu Vi đã tăng lên đến thất khí cảnh. Bởi vì Tu Vi có thể dùng bất cứ loại yêu quái nào để cung cấp nhưng không phải yêu quái nào cũng có năng lực thiên phú đặc biệt bẩm sinh. Chỉ nói riêng về thiên phú phản sát thương này thì Cố Thanh Phong cảm thấy rằng con nhím tinh kia đã có giá trị vượt hơn hẳn tất cả yêu quái trong trấn ma tháp gặp lại. Chỉ vì thiên phú này rất thích hợp với hắn, đây thật sự là một cái khiên thịt bọc giáp gai không ai dám đụng. Thiên phú này không có tác dụng nhiều đối với những người mong manh dễ vỡ, nhưng được Cố Thanh Phong sử dụng thì lại như hổ mọc thêm cánh. Bởi vì phòng ngự là điểm mạnh lớn nhất của Cố Thanh Phong, nhưng phòng ngự mạnh mẽ lại không thể gia tăng thực lực, nhưng sau khi có thiên phú phản sát thương thì đã khác xưa rất nhiều, bị đánh cũng có thể gây ra sát thương, tuy rằng chỉ làm đối thủ bị thương một phần mười, nghe thì không nhiều lắm nhưng mà đừng quên, không phải ai cũng có lớp phòng ngự mạnh như Cố Thanh Phong những võ giả kia đều đã đạt đến luyện khí rồi, cũng xem như là những sát thủ da mỏng công cao phòng thấp, có thể tấn công với lượng sát thương lớn nhưng không đồng nghĩa có khả năng phòng thủ mạnh. Nhưng quan trọng hơn hết là thiên phú phản sát thương không phải là loại kỹ năng không thay đổi, nó vẫn có thể tăng cấp. Đương nhiên mấu chốt quan trọng để tăng cấp phụ thuộc vào con nhím tinh, nhím tinh càng mạnh thì cố thanh phong càng lấy được nhiều thuộc tính từ nó rồi mượn sức mạnh đó cường hóa thiên phú phản sát thương. Bây giờ nhím tinh chỉ mới là hóa long nhất trọng, vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện sức mạnh, sau khi Cố Thanh Phong hành hạ nó suốt một canh giờ, hắn cũng đã nhổ sạch gai trên người nó thì cuối cùng nhím tin cũng đã nhận chủ, sau đó Cố Thanh Phong lại cho nó một ít linh dược để nó tu luyện cho thật tốt. Nói chung, lần đầu tiên vào trong trấn Yêu Tháp hắn thấy rất tốt, mặc dù yêu quái trong này nói chuyện hơi khó nghe nhưng lại có công dụng rất tốt, tu vi tăng lên một bậc lớn, hơn nữa còn có được một kỹ năng sống âm ma âm tà phật và thiên phú phản sát thương có thể coi là một chuyến đi đáng giá. Sau khi trở lại phủ cố vương, cố thanh phong một lần nữa bắt đầu chế độ hưởng thụ cuộc sống trong thời gian ngắn, giống như là dùng cách này để giải tỏa sau một ngày chăm chỉ khổ luyện mệt mỏi. Chương 272, khiên thịt bọc giáp gai, không ai dám đánh, hai, ngày tiếp theo. Cố Thanh Phong đang chuẩn bị quay lại trấn yêu tháp tu luyện, nhưng hắn còn chưa kịp ra ngoài đã bị một đám người chặn trước cửa vương phủ. Sau khi nghe người hầu báo cáo, cố thanh phong mới biết thì ra tất cả đám người kia đều là quan lại quyền quý của vương triều đại viên từng người một ai cũng mang theo lễ vật để chúc mừng hắn đã trở thành nhất tự tịnh kiên vương nếu là trước đây thì chắc chắn cố thanh phong sẽ gọi đám người này vào rồi vui vẻ hưởng thụ cảm giác được ca tụng nhưng bây giờ lại khác lời nói của tuyệt minh tử vẫn luôn quẩn quanh trong lòng cố thanh phong khiến hắn luôn có cảm giác bất an bây giờ chỉ còn hai năm nữa là kiếp nạn sẽ ập tới cho nên cố thanh phong thật sự không muốn lãng phí thời gian cho những người này vì vậy hắn ra lệnh cho những người hầu của mình nhận những món quà rồi đuổi tất cả đi vương gia có mấy người tự xưng là người nhà cố gia bọn họ không chịu đi nói vương gia là người nhà của bọn họ nên nhất định phải gặp người cố thanh phong cau mày cái bọn cố gia này như keo dính chó vậy còn nhất định đến tìm người thân cơ đấy nói với bọn họ rằng bổn vương đi công tác rồi không có thời gian gặp bọn họ kêu bọn họ cút xéo đi vâng tiểu nhân đi ngay đợi một chút Cố Thanh Phong đột nhiên gọi tên hầu lại, chỉ là hắn vừa nhớ ra hình như Long thần công mà mình tu luyện hình như chỉ là một mảnh nên chỉ có thể tu luyện đến thất khí cảnh, cũng không có phương pháp đến cửa tiếp theo. Người đi nói với cố gia, muốn gặp bổn vương cũng dễ thôi, chỉ cần mang toàn bộ Long thần công đến đây cho bổn vương là được. Vân vương gia Người hầu vội vàng chạy đi, cố Thanh Phong không hề quan tâm đến việc cố gia sẽ nghĩ thế nào khi mình yêu cầu Long thần công. Cái này là sự tin tin do thực lực mang lại có thể nói sau khi biết có một thế giới rộng lớn hơn những người duy nhất có thể thu hút sự chú ý của hắn là cường giả thần cảnh sau khi giải quyết xong tất cả mấy chuyện tầm thường cố thanh phong lên đường đến trấn ma ti tiếp tục mượn yêu quái để tu luyện cứ như vậy thời gian viên mãn mà nhàm chán trôi qua từng ngày cố thanh phong đã tu luyện như một nhà sư khổ hạnh trong suốt một tháng một tháng sau trong cố vương phủ cố thanh phong vừa tận hưởng nha hoàng xoa bóp cho mình vừa kiểm tra lại thành quả tu luyện chăm chỉ trong suốt một tháng qua của mình đầu tiên là tu vi đã đạt tới cương khí cảnh được biết chất lượng nội khí có thể sánh với tông sư chất lượng chân khí có thể ngang bằng hóa long vì vậy rất khó tưởng tượng chất lượng cương khí mạnh đến thế nào tuy rằng cố thanh phong chưa từng thấy những vị thần chiến đấu nhưng hắn cũng đoán được cương khí của hắn vẫn chưa sánh bằng được sức mạnh của thần những cũng không kém bao xa nữa để hắn đạt đến cương khí cảnh, dù đã dùng yêu quái để trợ giúp tu luyện nhưng Cố Thanh Phong cũng phải mất cả tháng, thật ra hắn chỉ mất có 3 ngày đã đạt đến chân khí cảnh đỉnh phong, còn 27 ngày còn lại hắn đã dùng để đột phá bình cảnh. Quá trình đột phá từ chân khí lên cương khí rất khó khăn, dù cho Cố Thanh Phong đã vắt kiệt sạch sẽ toàn bộ yêu quái trong trấn Yêu Tháp nhưng vẫn cần đến 27 ngày mới có thể đột phá lên. Có thể thấy sức mạnh của cương khí trong cơ thể mạnh đến mức nào chỉ tiếc là sau khi tu vi lên đến cương khí nhất trọng thì việc tăng cấp trở nên khó khăn hơn nhiều dù là một yêu quái hóa long bát trọng mạnh mẽ như tà phật thì với một lần tấn công toàn lực thì cũng chỉ có thể tăng lên một chút ngày tăng đến nhị trọng còn cách xa vạn dặm như vậy thì sau này chỉ có thể mượn yêu quái thần cảnh để tu luyện ngoại trừ tu vi tăng lên thể lực của cố thanh phong cũng tăng lên rất nhiều sức lực và tốc độ đã ngang với hóa long thất trọng nhưng hắc long bất diệt thân vẫn chưa tăng cấp vẫn đang lơ lửng ở bậc cao tuy rằng trong trấn yêu tháp không có yêu quái có năng lực quá mạnh mẽ nhưng góp gió thành bảo phí năng lực phòng ngự của hắn vẫn tăng lên rất nhiều và hắn cũng đã lấy được rất nhiều khả năng bổ sung huyết nhục biến thân pháp đồng tử thiên ma huyễn linh hải khống chế ngũ hành và một số kỹ năng linh tinh khác huyết nhục biến thân pháp là kỹ năng cố thanh phong lấy được từ một con bạch cốt tinh tông sư cảnh con bạch cốt tinh thành thông thạo thuật biến hóa có thể biến từ bộ xương trắng thành người sống khó mà phân biệt được. Bởi vì phép biến hình của nó biến hóa cả máu thịt chứ không phải chỉ là thuật che mắt, nó có thể điều khiển máu thịt để phát triển thành những hình dạng khác nhau, tương đương với người thật. Chiêu này không yếu, nó biến đổi hoàn toàn cả máu thịt, chỉ sợ cho dù là cường giả thần cảnh cũng khó có thể nhìn thấy nếu không dò xét linh hồn. Đồng tử thiên ma huyễn linh hải hắn lấy được từ một bức tranh ma, bức tranh ma không có khả năng tấn công, hoàn toàn dựa vào cảnh đẹp trong tranh để đã thương người khác trình độ huyễn thuật của nó không thể khinh thường còn năng lực của đồng tử thiên ma huyễn linh hải thì nó gần tương đương với đồng thuật là bản nâng cấp của huyễn thị trước kia cố thanh phong thi triển huyễn thị có thể lập tức khống chế hóa long cảnh trở xuống nhưng đối với những cường giả trên hóa long cảnh thì nhiều nhất chỉ có thể khiến người đó mất hồn trong giây lát bây giờ có được đồng tử thiên ma huyễn linh hải thì dù là hóa long cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn khống chế ngũ hành không phải là một năng lực mà là tổng hợp của năm năng lực Chương 273, thành quả một tháng khổ tu, sau khi Cố Thanh Phong càn quét qua hàng chục loại yêu quái có thuộc tính ngũ hành khác nhau thì hắn đã lấy được những kỹ năng khác nhau như điều khiển nước, điều khiển đất, điều khiển kim loại, điều khiển cây cối. Khả năng điều khiển lửa không cần phải quét, nó đã tăng cấp thành Hỏa Thần Thể từ lâu rồi. Nói cách khác, sau khi tập hợp đầy đủ các thuộc tính của ngũ hành, những kỹ năng này dung hợp lại trở thành khống chế ngũ hành, có thể tự do điều khiển kim, mộc, thủy, hỏa thổ. Về phần những kỹ năng nhỏ linh tinh còn lại, chúng rất vô bổ không đáng nhắc đến. Trong một tháng này, thực lực của Cố Thanh Phong đã tăng vọt vượt bậc. Theo như hắn tính toán trong nhân tộc ngoại trừ cường giả hóa Long Đỉnh Phong thì chắc là không còn ai là đối thủ của hắn nữa rồi, có lẽ cũng có thể thử với hóa Long Đỉnh Phong một lần. Để có được sự cải thiện lớn như vậy, phải cảm ơn những yêu quái trong trấn yêu tháp, chúng đã có đóng góp vô cùng quan trọng giúp thực lực của Cố Thanh Phong tăng nhanh chóng biểu hiện rõ ràng nhất chính là yêu quái bên trong trấn yêu tháp đã giảm đi một nửa. có con chết vì kiệt sức, có kẻ tự sát vì không chịu nổi việc bị tra tấn, còn có kiểu không chịu nổi cuộc sống địa ngục này muốn vượt ngục rồi bỏ mạng. đương nhiên phần lớn yêu quái chết là do nhiếm tinh. nói cho cùng tất cả đều là lỗi của con nhiếm tinh. ai bảo nó cung cấp thiên phú phản sát thương, kết quả là rất nhiều quái vật tốt đã bị thiên phú phản sát thương giết chết. còn điều đáng nói khác là trong một tháng cố thanh phong huấn luyện cho nhiễm tinh ăn thi thể của những yêu quái chết mỗi ngày giúp thực lực của nó tăng vọt đạt đến hóa long nhị trọng kéo theo thiên phú phản, sát thương cũng mạnh lên, bây giờ đã có thể phản lại 20% sát thương nhận phải. Chú ý phản sát thương không giúp giảm lượng sát thương nhận phải nên vẫn sẽ phải nhận sát thương nhưng người tấn công cũng sẽ phải chịu 20% sát thương đó, cái này giống như đánh nhau vậy, người đấm ta một cái đối phương bị thương nhưng nắm đấm của ngươi cũng sẽ phải chịu một phản lực, còn tác dụng của phản sát thương chỉ là tăng sát thương của phản lực này mà thôi. Ngoài sự tiến bộ của bản thân, đội quân yêu quái dưới sự chỉ huy của Cố Thanh Phong cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Tất cả yêu quái trong trấn yêu tháp đã nhận chủ hết rồi, còn những con không chịu nhận hắn làm chủ nhân cũng chết sạch cả rồi. Ngoài ra, suốt một tháng nay khâu thiên nhận và hỏa nha đạo nhân cũng không rảnh rỗi chút nào, chúng đã cướp không dưới chục trấn ma ngục, mang về rất nhiều yêu quái. Cố Thanh Phong đã tính toán cẩn thận, và đội quân quái vật dưới sự chỉ huy của hắn đã lên tới năm vạn quân với rất nhiều quái vật đương nhiên không gian dị độ không thể chứa hết được nhưng cũng may vốn có một số yêu quái sở hữu vài chiếc âm vực cố thanh phong lập tức phá nát âm vực của chúng để mở rộng không gian dị độ mới có thể xem như đủ chứa năm vạn yêu quái hiện tại vẫn đang trong quá trình cắt giảm quân một số quái vật yếu ớt bị loại bỏ một cách tàn nhẫn và bị nuốt chửng bởi những con quái vật mạnh mẽ mục tiêu của cố thanh phong là loại bỏ những yêu quái chân khí cảnh trở xuống để chúng sống thật là lãng phí không khí sau khi kiểm tra thành quả tu luyện của mình cố thanh phong đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng bởi vì hắn bất ngờ phát hiện ra hình như mình chưa làm gì cả về cơ bản đã truy quét vắt kiệt tất cả quái vật rồi cũng không tìm ra được yêu quái nào mạnh cả còn việc tăng cường sức mạnh lại đang rơi vào ngõ hẹp nhưng cảm giác lo sợ trong lòng vẫn không hề thuyên giảm chút nào mà còn càng ngày càng khủng hoảng hơn đã quét nhiều yêu quái như vậy rồi mà vẫn chưa thành thần, vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra phải tìm cơ hội đi ra ngoài một chuyến rồi. Được rồi đừng bóp nữa, đi thông báo, hôm nay bổn vương muốn ra ngoài ăn trưa. Cố Thanh Phong phiền não ra lệnh hắn quyết định nghỉ ngơi cho khuây khỏa, khổ tu cả tháng trời mà đế đô cũng không có gì thay đổi, ngày nào cũng chỉ di chuyển giữa vương phủ và trấn ma ti, ngoài ra thì cũng chỉ đến di hồng viện, túy sinh lâu, ngưng hương quán, hồng trần cát, ông tình cư, Tuyến nguyệt hiên mà thôi. Cuộc sống thực sự nhàm chán. Sau một lát, đội thị vệ của nhất tự tịnh kiên vương xuất phát đi thẳng đến tử lâu lớn nhất đế đô, thiên nhiên cư. Hai đội thị vệ đi trước mở đường, phía sau là sáu con ngựa cao lớn kéo một chiếc xe kiệu xa hoa rộng mấy chục mét vuông, phía sau cổ kiệu còn có mười mấy người hầu đi theo hầu hạ. Tránh ra tránh ra, tất cả tránh ra. Người qua đường nhìn thấy tư thế và phong cách này, không đợi thì vệ đuổi đi họ đã lập tức bỏ chạy chỉ sợ đắc tội quý nhân. Họ chạy ra vô cùng thuần thục, sống dưới dân thiên tử là một chuyện tốt, họ luôn có cơ hội để rèn luyện thân thể. Sau khi đoàn xe của Cố Thanh Phong đi qua, những người đứng hai bên đương chụm lại ở giữa, tụng ba tụng năm bàn tán sôi nổi. Xe ngựa này là của ai vậy, sao lại xa hoa long trọng như vậy, hoàng thượng mới đi cổ xe sáu ngựa kéo, quý nhân vừa rồi dùng cổ xe sáu ngựa kéo không phải hoàng thượng sao, không phải, nhầm rồi, nếu là hoàng thượng thì con đường này đã bị ngự lâm quân phong tỏa từ lâu rồi. C. không phải hoàng thượng nhưng lại dám dùng cổ kiệu do sáu con ngựa kéo, chẳng lẽ ngươi là? Nhất tự tịnh kiên vương, chương 274, còn chuyện gì hả giận hơn đánh thái tử sao? Một, vừa nhắc đến nhất tự tịnh kiên vương, những người đi đường đang nói chuyện bỗng trở nên vui vẻ hớn hở, giống như một đám đông đang ăn dưa lại đột nhiên được ăn một quả dưa to kinh hồn vậy đó là đệ tử của thần trong truyền thuyết truyền nhân của bất lão đang và cũng là nhất tự tịnh kiên vương ngồi cùng long ỷ với hoàng thượng cố thanh phong sao đúng vậy chính là hắn vốn dĩ ta tưởng thần tiên chỉ có trong truyền thuyết không ngờ hôm nay có thể gặp được đệ tử của thần thật là may mắn ngươi có thể nhìn xuyên cổ kiệu sao là thần giao cách cảm hiểu không chỉ cần hiểu không cần nói gì đâu chật chật hôm nay ngươi dám nói rằng đã gặp đệ tử của thần ngày mai nhất định sẽ uống rượu cùng nhau đúng không? Ngươi, người đàn ông tái mặt ngay lập tức khiến mọi người phá lên cười. Còn Cố Thanh Phong đang ngồi trên ghế kiệu rời đi, nghe mọi người bình luận không khỏi nở nụ cười đắc ý, đột nhiên trở thành nhân vật trong truyền thuyết, tâm trạng cũng khá thoải mái. Tuy nhiên, lời tiếp theo của một người trong đám đông lại khiến sắc mặt Cố Thanh Phong thay đổi. Mọi người nghĩ trên đời này thật sự có thần sao? nếu thật sự có thì sao chúng ta chỉ gặp mỗi vị đệ tử kia mà lại không gặp được những vị thần thật sự chứ? Chắc chắn là có, ngươi không thấy hoàng đế bệ hạ đã thông cáo truyền lại chân dung và công lao của nhất tự tịnh kiên vương khắp thiên hạ sao? Mục đích là để nói cho cả thế giới biết rằng vương triều đại viêm được thần giúp đỡ, đường kim hoàng thượng là vị hoàng đế vang danh thiên cổ, thần không đành lòng để hoàng thượng về cõi tiên mà muốn ngài tiếp tục trị vì quốc gia này nên đã cử sứ thần đến tặng cho ngài bất lão đan có thể thấy hoàng thượng đã tin tưởng vào sự tồn tại của thần rồi, sao có thể là giả được chứ? nghe thấy, cố thanh phong đã bắt đầu chửi mẹ kiếp. truyền bá chân dung và sự tích của ông đây khắp thế giới, con mẹ nó, thằng ngu này, cái ý tưởng như biết. ta biết chết mẹ nó. cố thanh phong vốn vẫn luôn lo lắng nếu bản thân quá nổi tiếng sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ mà tuyệt minh tưởng nhắc đến, không ngờ lão hoàng đế lại dám lén truyền bá chân dung của hắn khắp thiên hạ mẹ nó. Bây giờ thì hay rồi, cả chân dung cũng lọc ra ngoài rồi, bọn họ còn sợ ông đây sống lâu quá à. Tuy rằng vốn dĩ danh tiếng của Cố Thanh Phong đã rất lớn rồi nhưng ít ra cũng không ai có bức vẽ chân dung của hắn. Lỡ như sau này gặp chuyện nguy hiểm có thể chạy trốn rồi mai danh ẩn tích, cho dù bọn họ có biết nhất tự tình Kiên Vương là đệ tử của thần đi nữa, nhưng ít nhất trong một thời gian, họ cũng sẽ không thể biết gương mặt của hắn ra sao đúng không, bây giờ thì xong đời rồi ai cũng biết rõ mặt hắn trông thế nào rồi. Đến lúc đó e rằng kể cả thay đổi diện mạo cũng không có tác dụng nữa rồi, dù sao bọn họ buộc các thần phải ngụy trang ẩn nấp khắp nơi nên chắc chắn bản lĩnh rất phi phạm, nhìn thấu lớp ngụy trang chắc chắc không thành vấn đề. Phản ứng đầu tiên của Cố Thanh Phong bây giờ là muốn đi gặp lão hoàng đế rồi yêu cầu ông ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ngay lập tức, nhưng sau khi nghĩ lại thì hắn không thể đi, nếu hắn đi chẳng phải đang chứng minh có chuyện gì khiến hắn chột dạ, nếu không tại sao lại không dám tạo dựng danh tiếng cho bản thân chứ nghĩ đến đây cố thanh phong đột nhiên hiểu ra vì sao lão hoàng đế lại muốn lưu truyền danh tiếng của hắn khắp thiên hạ lại còn đính kèm bức chân dung nữa e rằng đó là để kiểm tra xem có phải hắn đang giả làm đệ tử của thần hay không rồi còn muốn truyền tin tức này đến tai những vị thần thật sự xem có hiệu quả gì không cố thanh phong nhíu mày suy nghĩ hắn đột nhiên nghĩ rằng hoàng thượng làm như vậy còn một lợi ích đó là để bảo vệ có thể nói hắn là huyết mạch của hoàng thượng, đang nắm trong tay tính mạng của hoàng đế nhưng lão ta lại không thể giam hắn trong hoàng cung, cho nên để bảo vệ bản thân, hoàng thượng bắt đầu tạo dựng thanh danh cho hắn để mọi người trong thiên hạ đều biết về đệ tử của thần, ngoài trừ những kẻ mất trí thì không ai dám làm gì. Kế sách hay. Cố thanh phong thầm thở dài cảm thán, chiêu này có thể nói là một mũi tên bắn trúng ba con chim. Một, thăm dò. Hai, bảo vệ. Ba, tuyên truyền rằng mình là một hoàng đế tốt và được thần trợ giúp nếu là trước đây cố thanh phong sẽ không ngại nổi tiếng chút nào dù sao ai mà lại không thích danh lợi chứ nhưng bây giờ hắn chỉ muốn giảm bớt danh tiếng chưa biết được những vị thần thật sự đang trốn ở đâu bản thân lại phách lối thì không phải đang muốn chết sao mẹ nó xem ra hắn phải nhanh chóng lên trời để tăng thực lực rồi bằng không hai năm sau cũng không trốn nổi cố thanh phong càng nghĩ càng tức hắn giận đến mức thậm chí muốn vào trong hoàng cung đánh hoàng thượng một trận nhưng vẫn còn lo ngại hai cường giả hóa long đỉnh phong nếu chỉ có một người thì dù ra sao hắn cũng sẽ thử một lần cảm giác tức giận không thể xả ra ngoài rất khó chịu cố thanh phong đột nhiên cảm thấy ngứa tay không muốn ăn nữa hắn muốn đi đánh lũ yêu quái cho hả giận nhưng rồi nghĩ kỹ lại thì bây giờ những yêu quái hắn gặp đều đã trở thành đàn em của hắn rồi còn đám bị đánh một tháng nay thì vẫn còn đang hồi phục nếu đánh tiếp chỉ sợ sẽ đánh chết bọn chúng mất, đành phải từ bỏ. Chết tiệt. Đánh ai bây giờ? Bỗng nhiên, có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Cố Thanh Phong, đã có một ứng viên thích hợp. Thái tử, có điều gì tốt hơn để giảm bớt sự tức giận hơn là đánh con trai của hoàng thượng? Chương 275, còn chuyện gì hả giận hơn đánh thái tử sao? Hai, tên chó chết này từ đầu đã phái người muốn chặn đường giết hắn nếu không vì lời tuyệt minh tử nói khiến hắn phải khổ luyện mỗi ngày nên quên mất chứ không hắn đã đánh chết y từ lâu rồi quay xe đến phủ thái tử nghe lệnh bọn thị vệ lập tức đổi phương hướng cố thanh phong chuẩn bị bắt đầu hành trình đánh thái tử còn hậu quả chuyện đánh thái tử hắn không lo lắng chút nào những chuyện thái tử làm một khi bại lộ thì lão hoàng đế nhất định sẽ muốn giết y hơn nữa chỉ là thúc thúc dạy dỗ cháu trai thì có gì đâu lấy thân phận địa vị cùng thực lực của hắn bây giờ, toàn bộ đế đô ngoại trừ hoàng đế, có ai địch nổi hắn. Cho dù là lão hoàng đế, thì chờ khi lão từ thiên đường quay về thì cũng phải nằm bẹp dưới đất thôi, sau nửa canh giờ. Đã đến phủ thái tử. Cố thanh phong xuống kiệu dạo bước không kiên nể gì, đi tới trước cửa. Hồ vệ trước cửa nhìn thấy bóng dáng của Cố Thanh Phong lập tức sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, bọn họ đã từng nhìn thấy bức vẽ chân dung Cố Thanh Phong cho nên đương nhiên bọn họ biết mặt hắn tiểu nhân bái kiến nhất tự tịnh kiên vương không biết vương gia đại giá quan lâm có chuyện gì quan trọng cháu ta có ở nhà không cháu trai của ngài bọn thì vệ suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được ai là cháu trai của hắn xin hỏi vương gia cháu trai của ngài là ai thái tử bọn thì vệ lập tức giật mình ngơ ngác nhìn cố thanh phong còn chưa đến hai mươi tuổi trong đầu không khỏi hiện ra dáng vẻ năm mươi tuổi của thái tử trong lòng vô cùng sửng sốt Rốt cuộc cháu ta có đang ở nhà không? Cố Thanh Phong không nhìn được nói. Vâng có ạ, à, tiểu nhân đưa ngài đến gặp Thái tử ạ. À. Cái gì? dẫn bổn vương đến gặp Thái tử? thật to gan, từ xưa đến nay làm gì có chuyện thúc thúc đến gặp cháu trai chứ, mau gọi Thái tử ra đây gặp bổn vương. Dạ dạ dạ, tiểu nhân đi ngay, bọn thị vệ không dám phản bác câu nào, lập tức đi tìm Thái tử ngay chủ yếu là do chuyện cố thanh phong cùng ngồi trên lông ỷ với hoàng thượng quá đáng sợ đã có chuyện như vậy xảy ra bọn thị vệ nghĩ thầm đừng nói là bắt thái tử đến đây bái kiến cho dù là hắn đánh thái tử một trận thì cũng không phải là chuyện gì lớn đâu sau một lát một người đàn ông trung niên mặc áo bào mãn xà vội vàng chạy tới tiểu vương bái kiến nhất tự tịnh kiên vương thái tử đến trước mặt cố thanh phong vội vàng chào hỏi nhất tự tịnh kiên vương nghe không quen lắm gọi là thúc phụ đi thái tử a à, a à cái gì mà a à? bổn vương và phụ hoàng của ngươi là huynh đệ với nhau không phải ngươi nên gọi ta là thúc phụ sao khuôn mặt thái tử có chút khó coi nhưng nghĩ đến thân phận của cố thanh phong khiến y vô cùng kiên kỵ đến cả phụ hoàng cũng từng thỏa hiệp khiến tên kia cùng ngồi chung long ỷ thì giờ ta thỏa hiệp một lần cũng chẳng sao hừ thái tử nén lửa giận cố gắng bình tĩnh nói thúc nhưng hai chữ này rất khó mở miệng y ngập ngừng một lúc mới bớt giận muốn nói tiếp Chắc không biết lớn nhỏ một tiếng thúc phụ cũng không gọi được hôm nay lão tử phải dạy dỗ cái tên chất nhi bất hiếu này cố thanh phong mắng thái tử ngơ ngác nhìn cố thanh phong cảm nhận đau đớn nóng rát trên má y cảm giác sự xấu hổ và giận dữ phun trào từ đáy lòng con mẹ nó ta gọi rồi người còn đánh ta thì về đứng bên cạnh đều ngây ngẩn thái tử vậy mà bị tác giữa đường Phản ứng đầu tiên của họ là tiến lên thực hiện chức trách của thị vệ, nhưng xét đến thân phận của Cố Thanh Phong, họ bắt đầu do dự. Ngươi dám đánh ta? Ta là Thái tử đương triều. Vậy mà ngươi dám đánh ta? Vẻ mặt Thái tử đầy giận dữ và không tin được, trừng mắt nói với Cố Thanh Phong. Hôm nay tâm trạng của lão tử không tốt, đánh người đó. Cố Thanh Phong nói xong lại tác thêm một cái. Thái tử cũng là võ giả, hơn nữa tu vi cũng không yếu, cường giả tông sư cảnh. Y lập tức muốn né tránh, nhưng lòng bàn tay của Cố Thanh Phong giống như có ma lực, lập tức phong tỏa cả khu vực. Mặc kệ Thái Tử né tránh, cuối cùng mặt vẫn bị tác thêm một cái. Cảm nhận được cảm xúc khi tác trúng mặt Thái Tử, lúc này Cố Thanh Phong mới dễ chịu một chút, không khỏi xuống tay càng ác. Đè Thái Tử xuống đất hành hung, đáng thương Thái Tử đến cảnh giới Tông sư vẫn giống như thú bông, bị đánh tới đánh lui. Bọn thị vệ bên cạnh rốt cuộc không ngồi yên, muốn tiến lên ngăn cản nhưng bị cố thanh phong vận dụng huyễn linh thiên ma chi đồng khống chế sau đó hắn tiếp tục đánh thái tử dần dần tiếng kêu thảm của thái tử hấp dẫn càng nhiều quần chúng xung quanh đến vây xem mọi người đứng từ xa lộ ra ánh mắt sợ hãi khe khẽ bàn tán một ít thì vệ cường đại của phủ thái tử bay vào ngăn cản nhưng bị cố thanh phong trừng mắt liền chùn bước cố thanh phong dù ngươi có sống vai với vương nhưng ngươi vô duyên vô cớ đánh ta ngày mai bổn điện hạ sẽ vào triều tố cáo ngươi sao lại vô duyên vô cớ hôm nay tâm trạng của bổn vương không tốt đánh ngươi xả giận thì làm sao cố thanh phong nói xong làm mọi người sợ ngay người tâm trạng không tốt thì đánh thái tử xả giận cơ mơ nờ hoàng đế còn không làm như thế có còn vương pháp không tâm trạng ngươi không tốt thì đánh ta tại sao ngươi không đi đánh người khác chát nói nhảm nhiều quá bổn vương đánh ngươi trong lòng ngươi không rõ a à. Lúc bổn vương vừa vào kinh, tên nhãi tranh ngươi cấu kết với yêu ma của vạn yêu quốc, đánh giết bổn vương, để phụ hoàng không ăn được bất lão đan. Chuyện này không phải ngươi làm à, lời này vừa nói, mọi người đều chấn kinh. Trăm triệu không nghĩ đến, tự dưng ăn được một quả dưa kinh thiên. Thái tử cũng hoảng hốt, trước đám đông người xem mà đội cái nồi này, vậy thì y không cần sống nữa. Ngươi nói bậy, ngươi có chứng cứ gì chứng minh? Chương 276 lại thêm một tôn thần chứng cứ Hay đấy, từ khi nào bổn vương hành sự mà còn phải cần chứng cứ Bổn vương nói là ngươi, thì nhất định là ngươi, cần gì chứng minh Ngươi, bớt, Cố Thanh Phong đá thẳng vào miệng thái tử Ngắt lời của y, tiện thể bắt y nuốt vào bụng mấy cái răng cửa của mình Sau đó lại bồi thêm một cước làm thái tử ngất xỉu Nhìn thái tử hoàn toàn ngất đi, rốt cuộc tâm trạng của Cố Thanh Phong cũng tốt lên Hắn vung tay đi, ăn cơm đi. Đoàn người náo nhiệt cùng cùng rời đi. Sự việc này rồi sẽ thế nào, Cố Thanh Phong chưa từng suy xét qua, vì ở địa vị hiện tại của hắn, hắn có thể làm bất cứ sự tình mà không cần kiên nể thứ gì. Điều làm hắn kiên kỵ là thứ mà hai năm sau sẽ xuất hiện. Bọn họ Đêm khuya, phủ thái tử Thái tử mặt sưng to như cái đầu heo rốt cuộc tỉnh lại. Ư ừ. Y hít ngược một hơi lạnh, cảm thấy cả người như bị băm thành từng mảnh, vừa đau vừa rát, nhưng y bất chấp đau đớn, dãy dụ phải đứng dậy. So với đau đớn ngoài thân, y càng lo lắng lời nói lúc ban ngày của Cố Thanh Phong, nhiều người nghe như vậy, một khi tới tai hoàng đế, cho dù không có chứng cứ, chắc chắn cũng khiến hoàng đế nghi ngờ. Điện hạ, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi. Đại sự không ổn, việc hôm nay đã tới tai bệ hạ, thần nghe nội ứng trong triều mật báo, bệ hạ đã phái người đi tra rõ việc này điện hạ, bây giờ phải làm sao? Đáng giận. Còn việc cố thanh phong đánh ta thì sao? Bệ hạ không nhắc đến, nghe thế, nỗi hận ý mãnh liệt hiện lên trong mắt thái tử, cùng với căm giận ngút trời. Nhưng phẫn nộ qua đi, sự vô lực tuyệt vọng lại bao phủ y bởi vì y biết mình xong rồi, dù cho sự tình có kín đáo không kẻ hở. Nhưng lời nói của Cố Thanh Phong đã gieo trong lòng Hoàng đế hạt giống hoài nghi. Hoài nghi, đôi khi không cần chứng cứ gì, đặc biệt là với hoàng đế. Thật ra thái tử biết, khoảng khắc hoàng đế ăn bất lão đan, y xong đời rồi, chỉ là y không muốn thừa nhận thôi. Hiện tại bị đánh một trận, cộng thêm sự tình bị moi ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thử hỏi, một hoàng đế có hy vọng được trường sinh có chịu được sự tồn tại của thái tử không? Chẳng lẽ đây là ý trời? Cuộc đời của ta không có duyên với đế vị. Ồ, bản công tử thấy chưa chắc nha đột nhiên một thanh âm ngã ngớn vang lên trong phòng thái tử ai thủ hạ tâm phúc của thái tử lập tức trút trường đao vẻ mặt khẩn trương che trước người thái tử có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào phủ thái tử thực lực của người này không thể tưởng tượng được đột nhiên trong phòng xuất hiện thêm một người người này mặt mày như họa ngũ quan tinh xảo áo trắng hơn tuyết một đầu tóc bạc như thác nước phủ đến eo tai trái đeo một viên thủy tinh máu như mặt dây chuyền quả thực rất đẹp, đáng tiếc là nam nhân. Khóe miệng người này mang ý cười ngã ngớn bất cần đời, tay phải cầm quạt xếp nạm phỉ thúy, bộ dáng nhẹ nhàng của một thế gia công tử. Tay phải cầm một bức họa bố cáo, người trên bức họa là Cố Thanh Phong, ngươi là ai? Dám cả gan nửa đêm xông vào phủ thái tử. Thái tử lớn tiếng quát. Bổn công tử là người có thể giúp ngươi lên làm hoàng đế. Nam tử mỉm cười nói. Hừ, chỉ bằng vù một lực đạo vô hình từ trên người nam tử khuếch tán quét qua thái tử và thủ hạ trong nháy mắt thủ hạ trực tiếp hôn mê bất tỉnh thái tử được chiếu cố đặc biệt không bị đánh ngất nhưng khi thứ kia bao phủ cả người y cảm thấy như lâm vào vực sâu như rơi xuống hàng động giờ khắc này thái tử cảm thấy hoảng sợ cực điểm không ai hiểu rõ thực lực của thủ hạ tâm phúc hơn y họ là ba võ giả hóa long hàng thật giá thật chớp mắt đánh ngất ba võ giả hóa long thực lực gì đây? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta à, nam tử khép quạt, vỗ vỗ vào lòng bàn tay, suy tư nói, hừng. Dựa theo tục xưng của các ngươi, ngươi có thể gọi bổn công tử là Thần Nghe được chữ thần, con ngươi của thái tử co rút lại Ngươi là thần, có bằng chứng không? Ha 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 Nam tử áo trắng đột nhiên nở nụ cười, bằng chứng à Bổn công tử cần gì phải chứng minh với sâu bọ ngươi cảm thấy bổn thân ngươi là thái tử rất cao quý ở trong mắt ta ngươi chỉ là một người phàm thôi nếu không phải bổn công tử nghe nói có thần đến vương triều đại viêm chỉ với thân phận của ngươi đời này cũng không thấy được mặt ta nên ngươi hiểu rõ tình huống đi bổn công tử ngại phiền nên tìm một người phàm xử lý việc vặt nếu ngươi không tin thì ta giết ngươi đổi người khác thái tử nghe lời nói cùng vọng của nam tử áo trắng biểu cảm biến đổi không ngừng chuyện tới nước này y không còn sự lựa chọn nào khác ngươi nói ngươi có thể giúp ta làm hoàng đế vậy ngươi muốn gì nam tử áo trắng đưa bức họa cố thanh phong cho thái tử nói ta chỉ cần vị thần sau lưng hắn và một trăm vạn người sống chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của bổn công tử bổn công tử sẽ giúp ngươi lên làm hoàng đế chỉ cần ta làm hoàng đế một trăm vạn người sống thì dễ nhưng thần sau lưng cố thanh phong ngươi muốn làm gì không cần ngươi xen vào bổn công tử tự có tính toán Thái tử nghe nam tử áo trắng không xem thần ra gì thì càng chấn động, tốt xấu gì cũng là một tôn thần, ngươi, thái tử không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rõ. Chương 277, bao vây ha ha ha. Đột nhiên nam tử áo trắng cười lớn, bổn công tử biết người đang lo lắng gì, nhưng ngươi cần biết một việc, cái gọi là thần trên đời này cũng chỉ là con mồi của bổn công tử. Nếu chúng được gọi là thần, vậy bổn công tử là kẻ giết thần. Nghe vậy thái tử trầm mặt một lúc lâu đột nhiên y ý, ý thức được có khả năng bản thân đã tiếp xúc đến một mặt khác của thế giới một lát sau ngươi muốn ta làm thế nào Từ, nam tử áo trắng suy tư một lát để ta đi giết hoàng đế trước sau đó ngươi kế vị ngươi nói với bên ngoài là hoàng đế vì ăn bất lão đang của cố thanh phong mà chết sau đó phái người chặn giết cố thanh phong ép thần sau lưng hắn phải bước ra mục tiêu của ta là thần sau lưng hắn phải ép hắn vào tuyệt cảnh để ép sư phụ của hắn trong lúc này ta sẽ không lộ diện, mất công dọa sư phụ của hắn chạy. Đợi ngươi ép sư phụ của hắn ra, bổn công tử sẽ tự xuất hiện, thái tử nghe nam tử bạch y nói bân quơ đi giết hoàng đế, trong lòng chấn động tột cùng, phụ hoàng ta có hai vị hóa long đỉnh phong, còn có ác chủ bài nhiều năm nay của hoàng thất, ngươi thật sự có thể, hay, còn kiến vô tri, ngươi vẫn không biết ngươi đang đối mặt với ai, mà thôi nói với ngươi cũng như không, ngươi chỉ cần đợi kết quả là được, hai tên hóa long cỏn con, Giết thì giết, thế giới này so với tưởng tượng của ngươi đáng sợ hơn nhiều, được, chỉ cần ngươi giúp ta làm hoàng đế, điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng, trăm vạn người dân, bác sư phụ của cố thanh phong ra mặt, tất cả đều không thành vấn đề, ừm, thỏa thuận xong điều kiện rồi, vậy bổn công tử đi giết hoàng đế đây. Chờ chút. Đột nhiên thái tử gọi nam tử áo trắng. Các hạ có thể cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai không, thái tử nhìn chầm chầm nam tử áo trắng hỏi nam tử áo trắng cười ngã ngớn ngươi có thể gọi ta là ngân công tử còn lai lịch à bổn công tử đến từ vạn yêu quốc vạn yêu quốc không thể nào thái tử cực kỳ hoảng sợ vạn yêu quốc nếu có thần vương triều đại viêm đã bị tàn sát từ sớm ngươi không thể nào đến từ vạn yêu quốc ha 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 chuyện nội bộ vạn yêu quốc vượt qua sức tưởng tượng của ngươi còn vì sao chưa diệt vương triều đại viêm à ngươi hiểu đạo lý mổ gà lấy trứng không nói xong, nam tử áo trắng biến mất tại chỗ. Để lại một mình thái tử đang kinh hãi tột độ. Hoàng cung, ngân công tử nhìn tòa kiến trúc nguy nga hùng, khóe miệng cười hứng thú. Một tôn thần, cộng thêm trăm vạn người, nhất định chủ nhân sẽ hài lòng, không chừng còn có thể dẫn bổn công tử đi thượng giới, ha ha ha. Thật sự là số phận có ngăn cũng ngăn không được, không ngờ trên đời sẽ có một tên thần ngu ngốc, phách lối như vậy, nhưng cũng tốt, lợi cho bổn công tử. Ngân công tử hưng phấn tự lẩm bẩm, sau đó lắc mình biến mất trong hoàng cung. Ngày tiếp theo, Cố Thanh Phong tỉnh lại trên giường. Đầu tiên hắn kéo mấy cái đùi trắng gác trên người xuống, sau đó mặc quần áo, thời gian cấp bách, đến lúc đi vạn yêu quốc một chuyến rồi, hy vọng vạn yêu quốc có thần, nếu không kiếp nạn hai năm nữa khó rồi, Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, nhưng nghĩ lại, nếu vạn yêu quốc thật sự có thần thì sao lại bị vương triều đại viêm phong tỏa ở lưỡng giới sơn e là đã tiến quân thần tốc rồi. Thôi kệ, đi trước tính sau. Nếu không được thì đi tìm bồ yêu, tìm cách khiến hắn thành thần. Cố Thanh Phong rửa mặt xong chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên một thị vệ vội vã chạy đến, như mất hồn. Vương gia! Vương gia! Có việc lớn rồi, Cố Thanh Phong nhăn mày lại, nói năng lộn xộn ra thể thống gì? Vương gia, ở ngoài có nhiều quan binh tới bắt ngài. Cố Thanh Phong cười, phản ứng đầu tiên của hắn là thái tử cùng đường đến trả thù vậy à bổn vương nhìn xem ai dám bắt ta nói xong cố thanh phong liền bước ra khỏi cửa đợi hắn đến vương phủ đã thấy vô số binh lính bao vây vương phủ cầm đầu là thái tử mặc đầu heo ui cha đông vui vậy cháu trai ngoan mang binh bao vây bổn vương là muốn tạo phản à cố thanh phong khinh thường nói thái tử nghe vậy trước tiên giận dữ sau đó cười lạnh nói cố thanh phong chuyện đêm qua ngươi mưu sát hoàng đế đã bị bại lộ. Ta khuyên ngươi nên đưa tay chịu trói đi. Mưu hại hoàng đế, cố thanh phong sửng sốt, hoàng đế chết rồi. Hừ, đừng diễn kịch nữa, cố thanh phong, ngươi lòng muôn giả thú, cố ý hạ độc trong bất lão đan, đêm qua độc dược phát tán làm phụ hoàng ta vong mạng, ngươi cho rằng việc ngươi làm không ai phát hiện à. Vãi! Hoàng đế chết thật rồi. Đột ngột vậy, hay thật? cháu trai cũng độc ác quá tự biết không thể nào làm hoàng đế còn dám giết cha cho ngươi một lai like. đừng nói bậy. người đâu mau tru sát tên này thái tử vừa ra lệnh đám người lập tức hiểu rõ khí thế dâng cao cố thanh phong hiếp mắt thầm kinh hãi thằng ranh khá lắm hai mươi mấy vị hóa long à e là toàn bộ nội tình của hoàng thất đều ở đây nhưng mà không có hóa long đỉnh phong thì cố thanh phong không sợ có mấy người thôi à. Tư đồ không với hướng thái giám đâu. Hừ, một người chết. Còn rảnh quan tâm người khác, hay, tuy là ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ngươi muốn chết thì đừng trách bổn vương. Ha ha ha, đột nhiên thái tử cười lớn, giống như nghe được chuyện cười, cô đã điều động mười vạn ngự lâm quân, cộng thêm hai mươi mấy vị hóa lông, trên trăm vị tông sư, còn ngươi chỉ có một người, lấy gì chống cự cô? Kha kha kha. Cố Thanh Phong không nhìn được cười lớn, cười đến thái tử rợn người. Ngươi cười cái gì? Bổn vương cười ngươi như heo, ai nói ngươi bổn vương chỉ có một mình, giọng điệu Cố Thanh Phong đột nhiên thay đổi, uy nghiêm nói, bay đầu, ra hết cho bổn vương. Chương 278, Yêu Ma Chi Vương, 1, khi Cố Thanh Phong ra lệnh một tiếng, cửa lớn của không gian dị độ mạnh mẽ mở ra. Chỉ thấy hư không sau lưng nó lập tức vỡ ra một khe nước không gian dài mấy trường cảnh tượng kinh dị như thế tất nhiên thu hút sự chú ý của đám người thái tử bọn họ nhìn về phía khe nước không gian trong nháy mắt da đầu tê dại trong vết nước không gian đó là một cảnh tượng như thế nào vô số yêu ma chen chúc ở bên trong tên nào tên nấy mặt xanh nanh vàng trăm hình vạn trạng chúng nó hoặc dữ tợn hoặc khát máu giống như ác quỷ tên cao lớn thân cao mấy trượng kẻ thấp bé cũng cao nửa người chủng loại cũng nhiều không đếm xuể chồn sơn tiêu si mị lão thái thái mặt mèo rết tinh ngàn chân bạch lân cự mãn nhìn quỷ mặt người quỷ ăn sát bọ cạp mặt người hai đuôi kềnh kềnh xác thối mà dời khát máu nhãn ma gần như là tất cả yêu ma trong thiên hạ tất cả mọi người ở đây mặc dù cơ bản đã gặp qua yêu ma nhưng chưa từng thấy qua nhiều yêu ma như vậy cảnh tượng địa ngục như vậy cho dù bọn họ người đông thế mạnh cũng không thể không sinh lòng kinh hãi đây chẳng lẽ là cánh cửa yêu giới. Đám người xôn xao, thái tử đã không còn tâm tình răng dậy đám nô bộc kêu gào ầm ĩ, bởi vì hắn lúc này cũng hai mắt trần trừng giật giật, bộ dáng như thấy quỷ. Lúc này, đám yêu ma tự như vô cùng vô tận trong khe nước đột nhiên tản ra hai bên, nhường lại chính giữa một hành lang trống thật dài. Hành động của đám yêu ma lại thu hút sự chú ý khiến mọi người, trong lòng mọi người không khỏi giật thót một chút. Bởi vì cảm giác này cực kỳ giống bốt xuất hiện, tiểu đệ nhau nhau nhường đường ngay trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, một nữ tử đi tới từ cuối hành lang. Trong nháy mắt nhìn thấy vị nữ tử này, tất cả mọi người đều thất thần. Đây là một vị nữ tử như thế nào? Nàng xinh đẹp không gì sánh được, đẹp đến khó có thể hình dung, tự như tập hợp sủng ái của ông trời và một người. Nàng mặc váy ngắn da kiểu dáng cổ quái, đôi chân ngọc thon dài tròn trịa lộ lộ trong không khí, trong tay cầm roi da, chân mang một đôi giày có gót cao mười phân cực kỳ quái lạ trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nét cao ngạo như nữ vương đôi môi đỏ mộng như ngọn lửa phát họa ra một nụ cười quyến rũ mỗi một món trang phục trên người nữ tử này đều là những thứ bọn họ chưa từng thấy trước đây vô cùng cổ quái nhưng tổ hợp cùng một chỗ lại giống như có ma lực nào đó làm cho lòng người nhộn nhạo chậm rãi nữ tử đi tới trước một đám yêu ma giờ chiếc cổ cao ngạo trắng nõn như thiên nga nói chủ nhân có lệnh toàn bộ xuất chinh nàng giống như nữ vương trong đám yêu ma cao cao tại thượng mà ra lệnh. Khi nàng ra lệnh một tiếng, yêu ma đông đúc liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối đồng thanh gào thét, sát ý kích động, vang vọng bầu trời. Âm âm, đó là tiếng bước chân yêu ma đại quân tranh nhau lao ra khe nước không gian, thanh âm to lớn, tự như sấm sét. Trong lúc nhất thời, đám người thái tử đều bị khí thế của yêu ma đại quân làm khiếp đảm, bọn họ cảm giác đám yêu ma này giống như là giả thú bị nhốt trong lòng sắt lâu ngày, chúng bị áp lực, chịu đủ ngược đãi khát khao máu tươi trong lòng tích góp vô số cảm xúc tiêu cực tất cả đều phóng thích ra vào giờ khắc này kỳ thật cảm giác của đám người thái tử không sai bất kỳ kẻ nào mỗi ngày đều bị nhốt ở một nơi bị bắt buộc mỗi ngày đánh một người mặc phản thương giáp đánh không đủ cố gắng còn có thể bị đánh sau đó dưỡng thương còn phải phát gạch xây nhà nuôi cá một thời gian dài trong lòng khẳng định tích góp được một đống cảm xúc tiêu cực càng đừng nói đến bản tính yêu ma vốn khác máu bạo ngược dường như đại quân yêu ma vô cùng vô tận không ngừng từ trong khe nước không gian tuôn ra giống như đại dương cuộn trào hội tụ ở phía sau cố thanh phong nữ tử xinh đẹp không gì sánh được kia cũng từng bước một lắc lư đi tới bên cạnh cố thanh phong vẻ mặt cung kính như chú chim nhỏ dựa vào người trong lúc nhất thời yêu khí che khuất bầu trời bao trùm cả tòa đế đô biểu tình của đám người thái tử cũng càng ngày càng kinh hãi bỗng dưng nữ tử kia đột nhiên giơ bàn tay trắng nõn vỗ vỗ một đám yêu ma giống như nhận được tín hiệu, động tác chỉnh tề nửa quỳ xuống đất, về phần yêu ma không có chân, ví dụ như bạch phúc cự mãn thì không người công eo. Đồng thanh hô, xin chào chủ nhân, giọng của mấy vạn yêu ma tập trung cùng một chỗ, thanh âm to lớn, vang vọng thiên địa, ngay cả mây trên trời cũng bị chấn động vỡ tan. Mà phương hướng chúng quỳ lạy, người được gọi là chủ nhân, rõ ràng chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong hài lòng nói với tiểu thi mị đứng bên cạnh mình, Xem ra trong khoảng thời gian này nàng huấn luyện không tệ, vất vả rồi." Tiểu thi mỹ nhất thời vẻ mặt vui mừng, thẹn thùng nói, "Vì chủ nhân phân ưu, là việc của nô gia, không vất vả." "Ừm." Cố Thanh Phong gật gật đầu, lập tức nhìn về phía đám người thái tử bằng nửa con mắt, "Cháu trai ngoan, hiện tại bổn vương lại muốn nhìn xem, ngươi lấy cái gì để chống cự bổn vương?" Thái tử không nói gì, bởi vì hắn đã khiếp sợ nói không nên lời ánh mắt hắn nhìn về phía cố thanh phong bắt đầu mang theo vẻ sợ hãi bộ dáng kia giống như đang nhìn chủ nhân của đám yêu ma hắn ta sợ rồi toàn bộ vương triều đại viêm đều biết yêu ma hung tàn mặc dù thân làm thái tử cao quý lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều yêu ma tập trung ở đây vẫn làm cho hắn cảm nhận được sự sợ hãi theo bản năng chương hai trăm bảy mươi chín yêu ma chi vương hai con người trời sinh đã có một loại tâm lý sợ hãi yêu ma hơn nữa sau khi nhìn thấy nhiều yêu ma như vậy, tâm lý sợ hãi bị phóng đại vô hạn. Ngươi! Ngươi là loại người gì vậy? Thái tử Kinh Hải nói. Há há há! Cố Thanh Phong tà mị cuồng tiếu, ta là người đứng đầu yêu ma, kỳ thật Cố Thanh Phong vốn không muốn nói ra cách xưng hô này, bởi vì xưng hô này rất giống đại phản diện, nhưng vấn đề là bầu không khí đẩy lên đến vậy rồi, không nói cũng không thích hợp. Thái tử sau khi nghe được xưng hô này rõ ràng đồng tử co rút lại, hắn nhìn về phía tâm phúc của mình như thể cầu khẩn tâm phúc tuy rằng tâm lý bị chấn động nhưng tốt xấu gì cũng là cao thủ hóa long cảnh lúc này bèn nói điện hạ tên quát này chỉ là phô trương thanh thế đại quân yêu ma của hắn tuy rằng số lượng đông đảo nhưng thiếu đi hóa long đại yêu đứng đầu chẳng qua chỉ là một đám ô hợp thái tử nghe vậy trong lòng nhất định đang muốn lên tiếng lại nghe cố thanh phong lần nữa cười điên cuồng há 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 thiếu đại yêu hóa long cảnh các ngươi không ngây thơ cho rằng chỉ có vậy đã kết thúc rồi chứ nói xong trên người cố thanh phong đột nhiên lóe ra luồng sáng ngay sau đó từng bóng người giống nhau từ trên người hắn lóe ra chính là phân thân phản chiếu cố thanh phong ném cho phân thân phản chiếu một khối lệnh bài chỉ huy sứ lập tức nói để cho chúng nó cũng đi ra hoạt động phân thân phản chiếu gật gật đầu lập tức trong nháy mắt biến mất tại chỗ một lát sau Để đô trong tổng bộ trấn ma ti đột nhiên bộc phát ra một trận yêu khí kinh thiên vọt thẳng lên trời mấy trăm luồng sáng khí thế kinh người từ chân trời bay tới cùng lúc đó mặt đất bắt đầu chấn động cứ như có đại quân nào đó hành quân giây tiếp theo mấy trăm luồng sáng rơi vào phía sau cố thanh phong đợi hào quang tan biến rõ ràng là mấy vị đại yêu hóa long cảnh cùng với hơn trăm vị yêu ma tông sư cảnh sau khi nhìn thấy cố thanh phong bọn chúng đồng loạt quỳ xuống đất cung kính hô xin chào chủ thượng giờ khắc này đội ngũ của thái tử hoàn toàn nổ tung đó là tà phật hóa long bát trọng còn có xích quỷ vương hóa long tam trọng u minh ma chủ hóa long ngũ trọng khi từng danh hiệu được người ta nhận ra một chút sĩ khí bên thái tử vất vả lắm mới tích lũy lại lần nữa tụt dốc hắn đã triệu hồi toàn bộ yêu ma từ trấn yêu tháp tới binh lính bắt đầu hỗn loạn dường như sắp vỡ trận thái tử cũng hoàn toàn hoảng hốt y nhớ tới nhiệm vụ ngân công tử đã giao phó bèn dồn cố thanh phong vào bước đường cùng nhằm dụ sư phụ hắn ra ngoài giờ thì hay rồi triệu tập tới hơn một nửa lực lượng của đế đô kết quả y mới là kẻ bị dồn vào chân tường biết tìm ai mà nói lý đây cố thanh phong nhìn vẻ mặt tràn đầy kinh hãi của thái tử nhất thời cảm thấy nhạt nhẽo chắc đây chính là cảm giác lạnh lẽo khi đứng ở vị trí quá cao chăng cháu ngoan bổn vương cho ngươi một cơ hội ngươi tự sát đi về phía những người còn lại bổn vương không có ý định giết, không muốn chết thì mau cút, tất cả ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng sinh ra cảm giác muốn rút lui. Sắc mặt thái tử giữ tợn, ngươi nằm mơ. Giết hắn cho bổn điện hạ, theo lệnh của thái tử, đại quân hành động ngay tức khắc, khí thế quanh người của mấy tên cao thủ hóa long cảnh bỗng chốc lên cao. Ai, cố thanh phong thở dài, hắn không muốn kéo dài trò khôi hài này, bởi vì đánh nhau với kẻ khác không hề giúp hắn nâng cao thực lực, cũng chẳng thu được lợi lộc gì còn không bằng mau chóng tới vạn yêu quốc cố thanh phong lấy một vương kiếm ra đặt ở trước mặt một vương kiếm đã hoàn toàn thăng cấp sau khi cắn nuốt trái tim của liễu đế đã trở thành lôi kích mộc cấp bậc của nó đã thăng cấp thành thiên cấp hạ phẩm hơn nữa còn có được một chút năng lượng sấm sét đột nhiên cố thanh phong vung một vương kiếm lên một cách mạnh bạo trong nháy mắt hai ngọn lửa một đen một trắng bốc lên từ trên người hắn chung quanh nơi hắn đứng lập tức biến thành hai cực một bên lạnh bút một bên bỗng rác bạch cốt yêu hỏa và minh âm quỷ hỏa nhanh chóng bén lên trên thanh mộc vương kiếm thập tự minh viêm kiếm theo tiếng cố thanh phong quát khẽ một nhát chém hình chữ thập hiện ra trước mặt hắn kiếm quan do hai ngọn lửa một đen một trắng tạo thành chiếu khắp trời đất nhất thời dường như chỉ còn lại có hai màu đen trắng không còn thứ gì khác ngọn lửa khổng lồ hình chữ thập màu đen trắng xé rách màn trời lao vung vút về phía thái tử chấn động đáng sợ ẩn chứa trong nó trực tiếp khiến cho đại quân của thái tử kinh hãi bọn họ đều là kẻ học võ có thể cảm nhận rõ ràng năng lực phá trời hủy đất ẩn chứa trong một kích này mấy cao thủ hóa long đồng loạt biến sắc lần lượt đứng chắn trước mặt thái tử kích vận chân nguyên toàn thân sau đó xuất ra một cách điên cuồng ý đồ muốn ngăn cản thập tự minh viêm kiếm nhưng sau khi sức mạnh của họ tiếp xúc với thập tự minh viêm kiếm âm âm sức mạnh của âm hỏa và dương hỏa trong phút chốc hòa quyện vào nhau sau đó xảy ra phản ứng năng lượng mãnh liệt, một cơn bão năng lượng bùng phát dữ dội đến mức tưởng như có thể hủy diệt cả thế giới, bất cứ nơi nào nó đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy. Ngay cả khi một đám hóa lông cùng hợp lực ra tay cũng không khỏi nổi cả gân xanh, xuất lực điên cuồng, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực nhìn cơn bão năng lượng hướng về phía mình từng chút một. Chương 280, không có võ đức một kích này chính là uy lực của vũ khí cao cấp, cộng thêm linh binh thiên cấp, âm dương hỏa, còn có cương khí cố thanh phong bộc phát ra đừng quên cương khí của cố thanh phong đã vượt qua hóa long cảnh đạt tới trình độ ngang với thần khí chỉ là số lượng ít hơn một chút nhưng uy lực lại không kém chút nào họ chỉ ngăn được nó trong chốc lát một số tên hóa long thực lực yếu hơn đã trực tiếp bị cơn lốc năng lượng quét sạch không còn sót lại gì mắt thấy một đám người hóa long kỳ cùng thái tử sắp bị diệt sạch lúc này thái tử đột nhiên rống lên một tiếng tuyệt vọng ngân công tử cứu ta Ngân Công tử, Cố Thanh Phong cau mày, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Hắn dường như hiểu được sự tự tin của thái tử đến từ đâu rồi, theo lý mà nói thế nhân đều biết hắn dựa thần, vậy thái tử lấy đâu ra dũng khí đối phó hắn đây? Xem ra Ngân Công tử chính là điểm mấu chốt. Có thể cho thái tử tự tin đối phó với đệ tử của thần, lẽ nào vị Ngân Công tử này là? Hà, đột nhiên, trong hư không vang lên âm thanh cười lạnh. Ngay sau đó, một bóng người áo trắng như tuyết, đầu cài đầy ngân châm đột nhiên xuất hiện, đứng trong hư không. Đúng là phế vật, chỉ thấy người này tùy ý vung vẫy chiếc quạt xếp trong tay, nhất thời một trận gió vô hình thổi về hướng cơn bão năng lượng với hai màu đen trắng xen lẫn nhau, như thể là quạt ba tiêu quạt lửa ở hỏa diệm sơn vậy. Thế mà cơn lốc mang theo lửa kia cứ vậy dần dần tiêu tán rồi biến mất dưới chiếc quạt này, nhìn thấy cảnh này, thái tử cuối cùng cũng thoát khỏi một kiếp nạn, bắt đầu mừng rỡ như điên nhưng đồng tử của cố thanh phong có rụt lại hắn biết uy lực một kích của mình có trọng lượng thế nào cho dù là tên hóa long đỉnh phong cũng không thể dễ dàng chống đỡ mà người trước mắt này lại một kích đánh bại hắn loại thực lực này ngoài trừ cảnh giới của thần ai có thể làm được ngân công tử cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi thái tử hưng phấn nói câm miệng phế vật nếu không phải ta sợ phiền toái mà ngươi thì vẫn còn hữu dụng nếu không bổn công tử đây giết ngươi đầu tiên thái tử sắc mặt lập tức cứng đờ nhưng không dám phản bác đương đương là thái tử của một triều lại bị cái người gọi là ngân công tử kia quở mắng đến mức không dám nói lại thật sự là trước giờ chưa từng có lúc này tầm nhìn của ngân công tử hướng về phía cố thanh phong dùng ánh mắt ngạ ngớn đánh giá hắn từ trên xuống dưới gã thậm chí còn lấy ra một tờ bố cáo có chân dung của cố thanh phong so sánh cẩn thận giống như là đang quan sát một món đồ chơi vậy. Khoảnh khắc Cố Thanh Phong nhìn thấy bức tranh, trong lòng nhất thời kêu lập bộp, hắn biết đây là bố cáo mà cậu hoàng đế hạ lệnh phát khắp toàn quốc, mục đích là nói cho thiên hạ khắp nơi đều biết hắn, Cố Thanh Phong, là đệ tử của thần. Một khắc này, Cố Thanh Phong suy nghĩ rất nhiều, ngân công tử rõ ràng là thần không thể nghi ngờ, nhưng theo như những gì tuyệt minh tử đã nói, các vị thần rất kín tiếng, ẩn náu khắp nơi, sợ bị bọn họ phát hiện có điều vị ngân công tử này rất phách lối đứng trước mặt tất cả mọi người còn cầm bức chân dung của mình chẳng lẽ ngân công tử này là một trong số bọn họ sao đờ mờ cẩu hoàng đế hại ta ngươi chính là cái kẻ được gọi là đệ tử của thần cố thanh phong ngân công tử có chút hứng thú đánh giá hắn ngươi là ai cố thanh phong ngưng trọng hỏi cùng lúc đó cố thanh phong âm thầm truyền âm cho xác chết nhỏ mang tất cả yêu ma trở về dị không gian trước xác chết nhỏ nghe được lập tức làm theo ngân công tử hoàn toàn phớt lờ hành động của họ như thể mọi thứ đều là con kiến trong mắt gã có làm gì cũng không quan trọng lúc này trong mắt gã chỉ có một người là cố thanh phong ngươi không xứng để biết bổn công tử là ai cho ngươi một cơ hội nhanh chóng gọi sư phụ ngươi tới đây ngân công tử thờ ơ phe phẩy cái quạt nghe xong câu này cố thanh phong đã chắc chắn gã tới đây vì thần điều đó có nghĩa là gã nhất định phải là một trong số bọn họ. Cố Thanh Phong siết chặt nắm đấm, trong lòng khẽ mắng, mẹ kiếp, còn chưa tới vạn yêu quốc, ông đây còn chưa thành thần, sao bốt đã tới cửa rồi. Không khoa học tí nào, theo kinh nghiệm đọc truyện trên mạng nhiều năm của Cố Kinh Phong, những nhân vật phản diện kiểu này phải lần lượt đến mới đúng chứ. Ví dụ, nếu bạn ký hợp đồng trong vòng 3 năm, thế thì chưa đến 3 năm thì bạn không được mò tới tiền nhân vật chính, không được làm phiền đối phương trưởng thành có thể nói đó mới là điển hình của quân tử, rồi sao giờ lại tới tìm mình ở đây, không hề có nhân vật chính nào lại bị đối đãi như thế cả. Chẳng phải nói hai năm sau mới có đại kiếp sao? Mẹ nó còn không cho ta thời gian hai năm phát triển, không có võ đức. Ngươi tìm sư phụ ta làm gì? Cổ Thanh Phong hỏi, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác, trong mắt ngân công tử hiện lên một chút không kiên nhẫn, kiến hôi, ngươi không có tư cách để biết, sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, bây giờ lập tức gọi sư phụ ngươi ra đây, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Cố Thanh Phong nghe vậy nheo mắt lại, câu hỏi cuối cùng, chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi này của ta, ta sẽ gọi sư phụ của ta tới đây ngay lập tức. Ồ, câu hỏi gì? Ngân công tử đột nhiên có chút tò mò về những gì mà con kiến nhỏ bé này sẽ hỏi. Xin hỏi các hạ có phải nhân tộc không? Cố Thanh Phong nhìn chầm chầm ngân công tử mà hỏi, dường như đáp án của câu hỏi này rất quan trọng.